Thi Thiên 111 Hallelujah! Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va trong đám người ngay thẳng và tại hội chúng. Công việc Đức Giê-hô-va đều lớn lao, phàm ai ưa thích, ác sẽ tra sát đến. Công việc Ngài có vinh hiển oai nghi, sự công bình Ngài còn đến đời đời. Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót ban vật thực cho kẻ kính sợ ngài và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn ngài đã tỏ cho dân sự ngài quyền năng về công việc ngài đặng ban cho họ sáng nghiệp của các nước công việc tay ngài là chân thật và công bình các giềng mối ngài đều là chắc chắn được lập vững bền đời đời vô cùng theo sự chân thật và sự ngay thẳng ngài đã sai cứu chuộc dân ngài truyền lập giao ước ngài đến đời đời danh Ngài là thánh, đáng kính sợ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răng Ngài có trí hiểu, sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Chương 3 Hỏi người làm vợ, hãy phục chồng mình. Hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dóc tóc đeo đồ vàng mặc áo quần lòe loẹt nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng ấy là giá quý trước mặt đức chúa trời vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình dường ấy. Như Sara vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí thì trở nên con gái của Sara vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhượng. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại, phải chúc phước. Ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Và ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dạo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Nhưng mặt Chúa sắp lại, nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Xong phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt. Hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì tha làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì, thì Ngài đã chịu chết nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù tức là kẻ bội nghịch thuở trước về thời kỳ Noe khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước là chỉ có 8 người. Phép bắp tên bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. Bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài chương 27 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về thành ti rơ Hãy nói cùng thành ti rơ rằng Hỡi mày là thành ở nơi cửa biển, buôn bán với các dân của nhiều cù củ lao. Chúa Giê-hô-va phán như vậy Hỡi ti rơ mày có nói Ta là sự tốt đẹp trọn vẹn. Bờ cõi mày ở trong lòng biển những kẻ xây dựng mày đã làm cho mày nên một thành tốt đẹp trọn vẹn họ đã ghép ván của mày bằng cây tùng của senia lấy cây bách của liban đặng làm cột buồm cho mày làm chèo của mày bằng cây dẻ của ba sang lấy cây hoàng dương của đảo kít tim làm ván lợp và cẩn bằng ngà voi vải gai mịn có thiêu của Egypto dùng làm buồm để làm cờ xí cho mày vải sắc tía xanh của các cụ lao Elisa dùng làm màn chán. Dân cư Sidon và Avat là bạn chèo của mày. Hỡi Tira, những người khôn ngoan trong mày làm kẻ cầm lái của mày. Các trưởng lão ở Ghê Banh và người thông thái xứ ấy thì mày dùng để tu bổ chỗ hư hỏng của tàu mày. Hết thảy những tàu biển cùng thủy thủ nó, đều ở trong mày đặng đổi lấy hàng hóa của mày người phê-rơ-sơ, người lút người phút làm lính chiến trong đạo binh mày chúng nó treo thuẫn và mão trụ trong mày và làm nên sự đẹp đẽ của mày những người avat cùng quân lính riêng của mày đầy vách thành mày những người mạnh mẽ thì ở trên các tháp chúng nó treo thuẫn chung quanh vách thành mày và làm sự đẹp đẽ trọn vẹn của mày. Những dân ở thành Tareshi buôn bán với mày đủ mọi thứ của cải, lấy bạc, sắt, thiết, chì mà đổi đồ hàng hóa của mày. Các dân ở Javan, ở Tuban và ở Me-siết buôn bán với mày, đổi lấy hàng hóa mày thì cho mày những tôi mọi và đồ bằng đồng. Những người của nhà Togama đem ngựa, ngựa chiến, la mà đổi lấy đồ hàng của mày. Những người đê đan là bạn hàng mày. Sự buôn bán của nhiều cù lao ở trong tay mày đem cho mày những ngà voi, gỗ muôn và đổi lấy hàng hóa. Vì tay mày chế tạo rất nhiều nên Siri buôn bán với mày và lấy bít ngọc, vải điều, đồ thêu, vải gai mịn, sang hô, hồng ngọc mà đổi hàng của mày. Juda và đất Israel cũng buôn bán với mày thì đem cho mày những lúa mì ở Minit, bánh ngọt, mật ong, dầu và nhũ hương. Bởi tay mày chế ra nhiều đồ, của cải đầy dẫy nên đa mất lấy rượu nho ở hên bôn và lông chiên trắng của nó mà đổi chát cùng mầy Vedan và Javan đem chỉ đổi lấy hàng hóa mày. Trong hàng hóa đó có sắc sáng, nhục quế và xương bồ. Những người ở Dedan buông với mày bằng thứ vải hoa để phủ trên ngựa. Người Ả Rập và mọi quan trưởng ở đa buôn bán với mày và đem đến cho mày những chiên con, chiên đực và dê đực. Những con buôn ở Sheba và Raama buôn bán với mày. Lấy mọi thứ hương tốt nhất, mọi thứ đá quý và vàng mà đổi lấy hàng hóa mày. Haran, Kane và Eden, những con buôn ở Sheba, Asiri và mát đều là bạn hàng của mày. Chúng nó buôn bán với mày những hàng trọng thể, áo màu tía và thêu, vải quý báu xếp trong hòm, dây bện ván bằng gỗ hương bách. Các thuyền Ta-re-si vì sự buôn mày mà chở chạy, và mày được đầy dẫy cùng được vinh hiển cả thể trong lòng biển. Nhưng mà, những tay chèo của mày đã dẫn mày trên nước lớn, và gió đông đã đập nát mày trong lòng biển đến ngày hủy phá của mày thì của cải hàng hóa việc buôn bán của mày thủy thủ và kẻ coi hoa tiêu của mày những kẻ tu bổ chỗ hư hỏng của tàu bè mày những kẻ buôn bán hàng hóa với mày hết thảy lính chiến của mày ở trong mày cả đoàn dân đông đầy giữa mày đều sẽ ngã xuống trong lòng biển bởi tiếng kêu của những kẻ coi hoa tiêu. Các xóm chung quanh mày đều run rẩy. Hết thảy những kẻ cầm chèo, hết thảy những thủy thủ, hết thảy những kẻ coi hoa tiêu ngoài biển đều xuống khỏi tàu mình và đứng vững trên đất. Chúng nó sẽ làm vang tiếng than khóc mày và trỗi tiếng kêu la cay đắng vì mày. Chúng nó ném bụi trên đầu mình và lăn lóc trong cho chúng nó sẽ cạo đầu vì cớ mày và thắt lưng bằng bao gai trong lòng đau đớn vì mày khóc lóc cay đắng nhưng lòng chúng nó đau thương thì làm một bài ca thương về mày và than rằng ai sánh với thành tia rơ là thành bây giờ đã vắng lặng giữa biển thuở hàng hóa mày ra khỏi các biển mày làm cho no đủ nhiều dân bởi sự giàu có và sự buôn bán của mày thịnh vượng lên, thì làm giàu cho các vua trên đất. Bây giờ, kìa, mày đã tan nát vì các biển, chìm dưới nước sâu. Sự buôn bán và dân chúng của mày đều cùng mày chìm đắm. Hết thải những dân ở các cù lao đều vì cớ mày mà sững sờ. Các vua chúng nó đều khiếp sợ, sắc mặt lo buồn. Những con buôn lập nghiệp trong các dân sĩ bán mày. Mày đã trở nên cớ kinh khiếp. Đời đời, mày sẽ không còn nữa. Chương 28 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Hỡi con người, hãy nói cùng vua của ti rơ rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Vì lòng ngươi đã tự cao và ngươi nói rằng, Ta là một vị thần ta ngồi trên ngai đức chúa trời ở giữa các biển dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng đức chúa trời ngươi còn là loài người không phải là đức chúa trời này ngươi khôn hơn daniel chẳng có sự mầu nhiệm nào giấu kín khỏi ngươi ngươi đã được giàu có bởi sự khôn ngoan và thông sáng của mình đã thâu chứa vàng bạc trong kho tàng ngươi bởi sự thông thạo và sự buôn bán mình thì ngươi đã làm cho sự giàu có mình tấn tới. Vậy, lòng ngươi đã đem lên vì cớ sự giàu có của ngươi. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Vì lòng ngươi tự cao, lên bằng lòng Đức Chúa Trời. Cho nên, này ta sẽ khiến những người ngoại quốc hung bạo hơn hết trong các dân, nổi dậy nghịch cùng ngươi. Chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng sự khôn sáng hoa mỹ ngươi, và làm ô uế sự vinh hiển ngươi chúng nó sẽ xô ngươi xuống hầm hố và ngươi sẽ chết trong lòng biển như người bị giết trước mặt kẻ giết ngươi ngươi còn dám nói rằng ta là đức chúa trời chăng khi ấy ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương thì ngươi là loài người chẳng phải là đức chúa trời ngươi sẽ chết bởi tay người ngoại quốc như những kẻ chưa chịu cắt bì Chúa Giê-hô-va phán rằng, ấy chính ta đã nói như vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy. Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua ti rơ và nói cùng người rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp, trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Eden là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi. Từ ngày ngươi mới được dựng nên, đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một chê ru, được sức dầu, đang che phủ ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thịnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ và ngươi đã phạm tội. Vậy, ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi chê ru che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá, và bởi sự buôn bán ngươi không công bình. Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nuốt ngươi và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp. Đời đời, ngươi sẽ không còn nữa. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Hỡi con người, hãy xây mặt về phía Sidon và nói tiên tri nghịch cùng nó. Ngươi khá nói rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy hỡi Sidon, này ta nghịch cùng mày. Ta muốn làm sáng danh ta ở giữa mày. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ làm sự phán xét và tỏ mình ra thánh trong nó. Ta sẽ sai ôn dịch đến giữa nó và sẽ có máu trong các đường phố nó. Những kẻ bị thương sẽ ngã xuống giữa nó vì gươm sẽ đổ trên nó tư bề và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va vừa lúc ấy, sẽ không có chà chươm hay châm chích, gai gốc hay đau đớn cho nhà Israel trong những kẻ ở chung quanh dân ấy và đãi dân ấy cách khinh dễ. Bây giờ chúng nó sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy Khi ta đã nhóm nhà Israel lại từ giữa các dân mà chúng nó đã bị tan tác trong đó và ta đã tỏ mình ra thánh giữa chúng nó trước mắt các dân, thì chúng nó sẽ ở trong đất mình mà ta đã ban cho tôi tớ ta là gia cốp chúng nó sẽ ở đó yên ổn sẽ cất nhà và trồng vườn nho chúng nó sẽ ở đó yên ổn khi ta đã làm sự phán xét ta nghịch cùng những kẻ ở chung quanh chúng nó là kẻ đãi chúng nó cách khinh dễ và chúng nó sẽ biết rằng ta là jehovah đức chúa trời mình